Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Thư Phụ. Ngày hôm nay thì tiếp tục giới thiệu cho các bạn một chương trình Aerobe nữa đến từ một dự án có tên là Hamster Coin, có nghĩa là con chuột nha các bạn. Đây có thể là một cái trend mới, meme coin. Ok, các bạn tham gia bằng cách là ấn vào cái bot Telegram của nó này. Các bạn mở bot Telegram của nó lên, các bạn nhấn vào phần Start và các bạn lưu ý này, các bạn sẽ nhận được 2,5 tỷ token ký hiệu là Ham và giá trị dự kiến là 2 USD nha các bạn. Ok, ngoài ra thì các bạn sẽ được nếu như các bạn được trong top 100 cái rep pro ấy, tức là 100 người giới thiệu được nhiều người nhất ấy, thì các bạn sẽ được chia sẻ lên tới là 1,25 nghìn tỷ token Ham, là 1.000 USD nhá. Ok, thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia này. Các bạn nhấn Start. Ở đây nó sẽ bắt chúng ta nhập captcha vào. Ở đây là 72 kết quả của phép cộng. Các bạn sẽ join vào group Telegram đúng không? Tiếp đến thì các bạn quay trở về, các bạn sẽ join vào channel Telegram. Sau đấy thì các bạn quay trở về, các bạn sẽ follow, tweet, like và retweet bài viết đã ghim. Cái này thì đơn giản thôi mà. Các bạn sẽ follow này. Follow này, hiện tại thì nó đã có 35k follow rồi, khá là nhiều nhá. Và trang web của nó đây, coinhamster.io, thì các bạn có thể tham khảo trang web của nó này. Khá là bắt mắt đấy. Các bạn follow trang của nó này. Like và retweet bài viết đã ghim thì chúng ta làm các bước tương tự thôi. Sau đấy thì các bạn quay trở về cái bot Telegram của nó và các bạn sẽ tiếp tục follow Instagram. Các bạn nhấn vào phần theo dõi. Đây là web của nó. Ok, sau đấy thì các bạn sẽ làm các nhiệm vụ tiếp theo là subscribe kênh YouTube và like share. Ok, subscribe kênh YouTube này. Like cái video này này. Like cái video này. Ok, share thì các bạn có thể là không cần thiết đâu. Tiếp theo là follow Aerobe Detect này, tweet này và retweet bài viết này. Ok, thì các bạn sẽ follow cái trang Twitter này. Đây. Đùa mạng nó hơi lag một chút nhỉ. Hơi chậm một tí nhé các bạn. Đấy, thì các bạn sẽ like và retweet bài viết này này. Bài viết về Aerobe, cái trang cái dự án Hamster Coin ấy. Đấy. Sau đấy thì các bạn quay trở về. Các bạn quay trở về bot Telegram. Tiếp theo là join vào Aerobe Telegram và submit your detail. Đây, các bạn join vào cái Aerobe này. Và các bạn sẽ submit your detail của các bạn. Đầu tiên là các bạn điền email của mình. Tiếp theo là các bạn điền username Twitter của bạn bao gồm ba cộng ở phía trước. Thì các bạn về Twitter của bạn thôi. Và điền điền vào bao gồm ba cộng ở phía trước cho mình. Tiếp theo là các bạn sẽ điền cái link profile Instagram của bạn, ví dụ như thế này. Ta sẽ điền nhá. Đây các bạn vào trang cá nhân, bạn copy lại và điền vào. Ok, thì các bạn nó hỏi là đã subscribe cái kênh YouTube chưa? Các bạn nhấn Z. Đã hỏi là và nó yêu cầu chúng ta điền cái profile kênh YouTube của mình. Đã, ok thì các bạn copy cái đường link này này, sao chép địa chỉ liên kết cái đường link kênh của bạn đã follow ấy. Paste vào. Tiếp theo là nó hỏi rằng các bạn vui lòng submit social media link user share. Ok, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải share cái video của nó lên trang tweet. Các bạn về cái video này, các bạn nhấn vào phần chia sẻ này. Các bạn chia sẻ lên tweet này.
chia sẻ lên các cái trang khác nhau. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ lên tweet. Mình nhấn tweet này. Có vẻ như là mạng hơi láng một tí nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ chờ cho nó load xong. Ok. Ở đây thì các bạn copy cái đường link mà các bạn đã chia sẻ cái video. Sau đấy các bạn paste vào ở trên bot Telegram của nó nhé. Đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ nó hỏi là đã join vào và request chưa, các bạn nhấn Z đi. Z. Tiếp tục cái bước cuối cùng là các bạn điền ví BIP 20 mạng Binance Smart Chain. Đây. Cái bước này là bước quan trọng nhất, là bước gọi là bước nhận tiền nhé các bạn điền vào. Quay trở về cái bot Telegram, điền vào và ăn tiền. Ok. Sau đấy thì các bạn nhấn complete the airdrops. Các bạn nhấn join. Ok. Tôi quay trở về. Join thì làm gì nữa nhỉ? Các bạn nhấn complete và các bạn sẽ thấy được là đây các bạn nhấn vào phần balance này. Thì các bạn sẽ thấy được số dư của các bạn là 2,5 tỷ token HAM và các bạn sẽ get cái đường link này này. Đây là đường link giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể để nhận được thêm token nhé. Đấy. Như vậy thôi. Các bạn có thể xem check cái trang web của nó, hamstercoin.website này. Đấy, để các bạn có thể xem được thông tin cũng như là update từ cái dự án này nhá. Ok. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của mình. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.